Bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô Giá Rẻ. Chuẩn bị đón bản mới, đại lý tìm đủ chiêu để xả hàng Honda CRV, giảm giá, thậm chí tặng cả xe phần khối lớn. Giá thực tế hiện nay của Honda CRV chỉ ở tầm khoảng 800 triệu đồng. Liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi tại các đại lý áp dụng cho dòng xe Honda CRV với giá trị lên tới cả trăm triệu đồng. Một số tư vấn bán hàng tại đại lý đang chào bán Honda CRV tặng kèm cả mô tô phân khối lớn Honda Rebel 300. Ưu đãi này áp dụng với phiên bản E tiêu chuẩn. Đây là ưu đãi lớn nhất ghi nhận được trong những tháng gần đây. Với mẫu xe này, bản G và L được giảm giá ít hơn và cũng có ít xe hơn. Honda CRV E đang có giá bán lẻ là 983 triệu đồng. Giá bán lẻ của Honda Rebel 300 là 125 triệu đồng. Như vậy, nếu trừ đi giá của chiếc xe mô tô Giá bán thực tế của CRV chỉ còn có 858 triệu đồng. Đó là chưa tính các phụ kiện được tặng kèm theo xe. Trong trường hợp người mua không lấy mô tô, đại lý đồng ý giảm tiền mặt nhưng mức giảm thấp hơn giá bán của chiếc xe máy. Tùy mỗi đại lý mà có chính sách giá ưu đãi khác nhau, trong đó ưu đãi kỷ lục được ghi nhận tại đại lý là mức giảm tiền mặt lên tới 130 triệu đồng và thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 40 triệu đồng áp dụng với bản L cao cấp nhất bản này có giá bán lẻ là 1 tỷ 093 triệu đồng. Mặc dù ưu đãi áp dụng với ô tô, sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, một số người bắt đầu tìm hỏi mua những chiếc Reben 300 quà tặng từ người mua CRV với giá mềm. Đây là dòng xe Cruiser có động cơ xi lanh đơn, dung tích 298 phân khối, công suất 27 mã lực, hộp số 6 cấp, kèm ABS hai kênh. Xe được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Liên tục đưa ra các ưu đãi từ tặng tiền mặt tới gói phụ kiện và nay thậm chí tặng cả xe phần khối lớn, các đại lý đang rất cố gắng đẩy nốt lượng tồn xe Honda CRV để chuẩn bị đón bản nâng cấp mới 2020. Trong khi đó, Honda CRV bản nâng cấp facelift đã lộ một số thông tin từ cục đăng kiểm. Mẫu xe này được đổi sang lắp ráp trong nước, bổ sung một phiên bản cao cấp hơn, hứa hẹn sẽ có thêm tính năng an toàn cao hơn, xe có giấy chứng nhận kiểm định đầy đủ, hứa hẹn ngày ra mắt sẽ không còn xa. Theo thông tin từ bán hàng tại các đại lý, Honda CRV 2020 có thể được giới thiệu ngay trong tháng 7 tới và là mẫu xe hiện tại đã ngừng nhập khẩu. Hiện chưa rõ mức giá dự kiến của Honda CRV 2020. Với việc đổi sang lắp ráp trong nước, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Với giá xe khoảng 1 tỷ đồng, người mua sẽ tiết kiệm ít nhất được khoảng 50 cho đến 60 triệu đồng tiền trước bạ. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và luôn luôn thành công